Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã tham dự lễ thông xe kỹ thuật dự án xây dựng tuyến lộ tẻ rạch sỏi. Tham dự buổi lễ còn có Đại tướng Lê Hồng Anh, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Thường trực Ban Bí Thư. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trương Hòa Bình nhấn mạnh việc đưa dự án này vào khai thác cuối năm sẽ góp phần cải thiện mạng lưới giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của khu vực. Dự án xây dựng tuyến lộ tẻ rạch sỏi có tổng mức đầu tư hơn 6.355 tỷ đồng, được sử dụng nguồn vốn vay ODA của chính phủ Hàn Quốc và vốn đối ứng của chính phủ Việt Nam. Dự án này nằm trên địa phận thành phố Cần Thơ và tỉnh Kiên Giang.